Hợp những điều bạn có thể không tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật trong thị trường crypto. Đầu tiên là phải nói đến độ chi tiền của dân chơi crypto. Mình thấy cái ticket size và cái khoản tiền các bạn bỏ ra khá là phóng khoáng. Nói chung là cũng do nhiều yếu tố. Mình lấy ví dụ như các bạn thực hiện một giao dịch mà phí gas nó đã lên đến 100 mấy chục đô hoặc là vài trăm đô. Tính ra tiền Việt Nam thì có khi cả mấy triệu hoặc 10 mấy triệu hoặc 20 mấy triệu là tiền phí thôi nha, là chuyện bình thường bởi vì giao dịch số lượng lớn. Cho nên là thường cái sự đầu tư và cái sự chi tiền nó cũng tính theo ngàn đô. Mình lấy ví dụ như các bạn chơi một team Axie Infinity thì cũng là tầm 1.000 hoặc 1.000 mấy đô trở lên một team thì các bạn mới chơi được play to earn, đúng không, của Axie. Hoặc là các bạn đi kèo private, bạn nào mà có kèo private allocation thì mình thấy đi ít nhất cũng là 2.000 3.000, hoặc là các bạn đi mạnh tay hơn là 10.000 20.000 là chuyện bình thường. Điều số 2 đó là kỳ vọng lợi nhuận cũng khá cao. Cái này tùy, một số bạn sẽ thấy là x2, x3, x4 cái khoản tiền của mình là đủ, là đạt target của mình, là cái trường hợp đó mình không nói. Nhưng mà bởi vì thị trường đang quá hype và những kèo IDO của dự án ra liên tục và cái booming á, cái x nó khá là tăng, cho nên là những kèo mà mình thấy các bạn x2 hoặc là x3, x4 từ IDO là những kèo đó các bạn chê, mình thấy các bạn chê khá là nhiều. Những kèo như x10, x20 cũng bình thường, đúng không? Hay là x30, x40 trở lên thì các bạn nói chung là dự án này cũng khá. Ngoài ra thì những dự án mà x50, x80 hay là x100 thì các bạn sẽ đánh giá là dự án này tốt hơn, khả năng bung binh cao hơn. Đó, thì nói chung cái này hoàn toàn là tùy người nha, và mình không hề đánh giá một cái gì ở đây hết. Chẳng qua là mình thấy cái thị trường đang rất là tốt và cái kỳ vọng lợi nhuận của các bạn đó trong thị trường crypto cũng đã tăng lên rất là nhiều. Điều số 3 đó là mình đã từng nghe một đoạn hội thoại như sau. Ê mà có chơi coin không? Chơi crypto, chơi bitcoin này kia không? Cái bạn đó là có trong crypto. Thì bạn cái mới hỏi lại là vậy là mày cũng là trader đúng không? Kiểu trade bitcoin, trade coin này kia đúng không? Cái bạn mới trả lời là không có. Thì kiểu bạn kia lại rất là bất ngờ, bạn là ủa tại sao chơi bitcoin này kia mà lại không phải là trader, không phải trade? Thì đó, mấy bạn đang hiểu lầm, tức là trong thị trường crypto không, kiểu là không trade là một cái gì đó rất là bình thường, không phải ai cũng trở thành trader, và trade nó chỉ là một mảng thôi, còn rất là nhiều những mảng khác nữa như là DeFi, NFT gaming, play to earn, hay là Web3, hay là sàn này, hay là gì đó nhỉ, farming, staking, retroactive airdrop này kia, rất rất là nhiều những cách mà chúng ta có thể involve vào thị trường crypto và chúng ta có thể kiếm tiền từ đấy. Không có nghĩa là chơi crypto trong thị trường crypto là phải trade coin, là phải trở thành trader. Mình có thể trở thành holder thì sao, đúng không? Điều số 4 là điều này kiểu cực kỳ không liên quan luôn, nhưng mà mình thấy các bạn hỏi khá là nhiều, bởi vì các bạn nghĩ nó là crypto nhưng mà thực ra nó hoàn toàn không liên quan gì đến thị trường crypto hết. Đó là hồi xưa mà có cái trào lưu là nữ hoàng thổi nến rồi ông hoàng đọc lệnh này kia ấy, thì cái đó là BO, binary option, chứ nó không liên quan gì đến crypto hết mọi người. Mình đã từng join một cái phòng Zoom để mình nghe thử coi là các bạn nói gì, thì các bạn cứ kêu là comment số 1 để nến lên, rồi comment số 2 để kéo nến xuống này kia. Mình thấy rất là buồn cười và nó hoàn toàn không phải là crypto mà rất là lừa đảo trá hình. Các bạn nhớ phân biệt cái đó nha.